đây đây, cành đào đẹp thế, cho xem tí được không? Ồ, này, cành đào này đẹp thật đấy. Hoa ra hoa này, cành ra cành này, nó cứ phải là đều tắp tắp đi. Với cả... Sao? Hình như đây là hoa giả. Hoa ở chợ ở dưới hạ giới sao ấy? Vớ vẩn, hoa nào là hoa ở chợ của hạ giới? Đây là cành đào pha lê và 1.000 năm mới có một lần. Mà tôi phải vất vả lên tận sao thủy mới lấy được về để cho Ngọc Hoàng đấy. Thế à? Thế là khoảng chuyện thì đúng rồi. Đùa tí thôi, làm gì phải căng nhau như thế. À này, đồ ơi, thế còn cái hộp gì kia? Hộp này á? Ừ. Hộp này quý lắm. Hộp quý lắm đó. Cho xem tí được không? Ừ. Cái gì đấy? Ngọc đấy. Ngọc á? Đây là ngọc tàng hình, 10.000 năm mới có một viên, mà tôi phải lên tận sao hỏa tôi mới lấy được đấy. Này, nếu mà quý như thế thì chúng ta sờ một tí được không? Sờ tí nhá. Sờ cái gì mà sờ? Ở đâu ra mà sờ thế? Ừ, đổ thì kinh rồi, lúc nào chẳng chăm lo cho Ngọc Hoàng. Đương nhiên. Đây là công việc của tôi mà. Thế còn đằng ấy đã chuẩn bị được đến đâu rồi? Chuẩn bị được gì á? Chuẩn bị được cái này đây này. Đấy, đây là công văn một năm qua tôi phải chuẩn bị để báo cáo cho Ngọc Hoàng đấy nhá. Còn đầu ý, đầu xem lại mình đi, xem cả năm qua làm được cái gì, hay là suốt ngày sơn phấn cả quần áo, suốt ngày chụp trên sống ảo thôi nhá. Chia rõ ràng như thế thôi còn gì nữa. Không phải lo việc sổ sách, còn tôi thì chăm sóc Ngọc Hoàng nữa. Đầu ơi, vào vào tôi nhờ tí nào. Đấy, suốt ngày nhờ tôi, nhờ. Đây, giúp tôi tí. Đó là cái này đến đây. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì đó? Cái này á? Cái này là vàng đấy. Vàng ở trên sao Kim Vương đấy. Vàng ở trên sao Kim Vương á? Ừ. Cái vàng này là rất hiếm và hoi. Nó phải là những người mà rất này và nhìn nó thì họ mới đào được lên. Mà Tàu làm sao mà Tàu mang được về đấy? Thì có cái gì đâu. Mấy thằng đệ ở trên kia ấy, chỉ cần alo một cái là nó mang xuống cả tấn để tặng Ngọc Hoàng. Đấy. Này, tặng Đầu một cái kỷ niệm. Tặng Đầu á? Ừ. Đầu xin. Ừ. Còn đâu. Cái gì cũng phải có điều kiện của nó nhá. Cái gì điều kiện gì đâu, chưa nhận hết. Điều kiện của Tàu là bật livestream lên và cho Tàu lên hình. Tưởng gì livestream vẫn đến giản đơn giản được ngay. Bật luôn. Ừ. Livestream. Được chưa? Livestream. Xin chào bà con. Xin chào bà con. Xin chào bà con. Mình Nam Tàu đây, Nam Tàu về với mọi người đây. À đây, hôm nay có rất nhiều quà cho bà con nhá. Đây, mời bà con nhìn. Đấy. Hôm nay Nam Tàu sẽ xả kho hết số vàng để cho bà con đấy. Đấy, này bà con nhìn này, Tàu đang có một kho vàng siêu to khổng lồ đấy. Bà con nghe nhá, nhớ like và share thật nhiều. Nếu như mà đủ 20k like, Tàu sẽ chọn ra 5 người may mắn nhất để tặng mỗi người một thỏi vàng này nhá. Cố gắng like và share thật nhiều nhá. Like nhiều vào, rất nhiều vàng cho bà con này đấy. Đấy. Xin lỗi bà con tí nhá. Alo? Bắn PUBG á? Ok, vào luôn nhá. Bắn không? Ừ. Xin chào bà con, chúng ta tổ có chút việc bận đầu đi trước nhé. Thì lại quay về với cả bà con nhé. Chào bà con nhá. PUBG là một con trò chơi.
nhanh lên, nhanh lên, vào đây. Vào đi, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Tôi ăn được 9 cơm rồi đấy. Ta đang ngủ thì cả tấn rác rơi vào đầu. Ngất liên 3 ngày bây giờ mới tỉnh đây này. Ôi, mấy cái con tỉ nữ để chăm sóc bạn chán thế. Dạ vâng, vừa qua là thần sẽ cho một đời đi dọn dẹp ngay ạ. Dạ đúng rồi, vừa 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 thân là thân cũng xem cho một đội đi dọn ngay ạ. Dạ đúng ạ. Đúng cái gì mà đúng. Có mỗi cái việc rác thôi mà bao nhiêu năm các anh vẫn không giải quyết được. Là ta ngủ mà cả tấn rác rơi vào đầu. Thúi u mình làm sao mà chịu được. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, đang cố gắng để mà giải quyết triệt để vấn đề này ạ. Các em học sinh bây giờ cũng đã biết dùng ống hút tre để thay cho ống hút nhựa. Đúng vậy là đã giảm thiểu được một phần nào đó về ô nhiễm môi trường rồi ạ. Còn ngoài ra là các bạn trẻ bây giờ cũng rất là thông minh. Các bạn đã sáng tạo được ra những con thuyền để đi ra biển thu gom rác đấy ạ. Ngọc Hoàng hỏi các bạn nhỏ trường Thủ Lệ, bạn nào ở đây đang sử dụng ống hút tre thay ống hút nhựa, giơ tay. Rất nhiều bạn ạ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là một số ít trong rất rất nhiều bạn ở đây thôi. Các Khanh vẫn phải làm tốt hơn nữa. Dạ vâng ạ, dạ vâng Ngọc Hoàng, chúng ta sẽ quyết liệt hơn về cái vấn đề này trong năm tới ạ. Dạ vâng ạ. Còn một vấn đề này nữa, Thái Tử. Thái Tử dạo này suốt ngày chúi đầu vào cái gì gọi là game. Các bạn học sinh biết game là gì không? Game thể thao điện tử ạ. Thể thao gì mà thao? Suốt ngày ta thấy chỉ chúi đầu vào cái điện thoại, cứ nhìn xa, nhìn gần, nhìn xa, nhìn gần. Nhìn các thành đi. Đến giờ lên chiều rồi mà ai ai cũng cầm cái điện thoại. Cứ như là đang ở trên tầng 3 à? Đỗ đang ở trên tầng 2. Chẳng làm được việc gì cả. Cả ngày cứ tầng 3, tầng 2 như thế. Thế thì công việc chiều chính của các táo chuyển cho ai bây giờ ở đây? Các Khanh hỏi, ta làm sao mà chịu được? Dạ vâng Ngọc Hoàng, đấy chỉ là một số ít thôi ạ. Còn bây giờ đa số là mọi người cũng đã công nhận cái thể thao điện tử rồi ạ. Dạ đúng ạ. Theo như cần thấy thì các bạn trẻ bây giờ thì cũng đã rất ý thức về cái việc luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe ạ. Đúng ạ. Ta nhớ ngày xưa dưới hạ giới các bạn nhỏ biết chơi đánh khăn đánh đáo, nhảy dây, trốn tìm, bắn bi, ném lon. Ở đây bạn nào biết ném lon à? Bạn nào biết bắn bi à? Bạn nào biết nhảy dây nào? Bạn nào biết đánh khăn đánh đáo nào? Còn đánh khăn đánh đáo mà chồng này cũng biết à? Nhưng mà đấy vẫn chỉ là cái bộ phận chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Còn hàng ngày ta nhìn xuống hạ giới, đâu đâu cũng thấy giới trẻ cứ như thế này. Lúc sau lại như thế này. Xong rồi selfie. Xong rồi check in. Cả ngày cứ điện thoại như vậy. Không hiểu làm sao để có sức khỏe, thể chất khỏe mạnh để phát triển đất nước. Các Khanh hỏi, ta phải làm sao bây giờ? Dạ vâng Tông Ngọc Hoàng. Ông sao mà giải quyết đi? Sao lại là tôi? Thì việc của ông là trông lo cho Ngọc Hoàng, bây giờ ông sao mà giải quyết? Ông làm cho Ngọc Hoàng rồi chứ phải tôi đâu. Ông phải dỗ chứ tôi không dỗ được đâu. Tôi suy nghĩ tiếp. Tôi được rồi. Thì chỉ đến đây thôi. Ra khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thực ra thì
Báo Giáo dục trong năm qua đã cố gắng để đưa những cái trò chơi dân gian, những cái trò chơi truyền thống vào về ghế nhà trường rồi ạ. Và Táo Giáo dục cũng nói là mong muốn một người một lần người xuống đi hành trực tiếp để mà cảm nhận ạ. Dạ, Táo Giáo dục có lời mời Ngọc Hoàng tới dự cái lễ hội bánh trưng xanh đã được tổ chức tại trường tiểu học Thủ Lệ đấy ạ. Lễ hội bánh trưng xanh à? Ở đấy các bạn nhỏ có được chơi rất nhiều trò chơi dân gian không? Có. Thế này còn được học gói bánh trưng không? Có. Có được có thưởng gì không? Có đấy ạ. Quả là lễ hội này rất hấp dẫn đấy. Được. Vậy các khách mau dẫn ta đi nào. Trường nào? Ai gửi? Trang á? À? À thế hả? Thế thì cũng biết vào rồi. Cũng biết vào công trường kìa. Có thấy Ngọc Hoàng và Nam Táo bắt đầu đâu không? Hôm nay ta được Ngọc Hoàng phong cho là Táo Giáo dục mà mời Ngọc Hoàng và Nam Táo bắt đầu xuống tham dự lễ hội này mà chúng tôi đoán kia không thấy đâu rồi nhờ. Rồi các bạn ơi cùng hô to Ngọc Hoàng ơi để Ngọc Hoàng quay trở lại được không? Nào hô to nào, 2, 3. Hô to lại nhá, 2, 3. Chưa nghe thấy sao? Đây rồi! Ra Táo Giáo dục! Kính chào Ngọc Hoàng à! Xin chào Táo Giáo dục và xin chào tất cả các bạn nhỏ học sinh trường tiểu học Thử Lệ. Hãy cho Ngọc Hoàng và Nam Táo bắt đầu một tràng pháo tay to hơn nữa được không? Ngọc Hoàng ơi, ngày hôm nay các bạn đã tham dự lễ hội và rất nhiều bạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng phần này rồi và các bạn đang rất háo hức hồi hộp chào đón phần thi gói bánh trưng giữa các lớp buổi sáng trong ngày hôm nay nhá. À, hôm nay có gói bánh trưng giống bổ hùng vương à? Vâng ạ. Vậy thì giáo dục rất muốn Ngọc Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình có một chiếc bánh trưng hoàn chỉnh. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta còn có diện của một người hướng dẫn gói bánh trưng nữa rất đặc biệt đến từ trường ta. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một tràng pháo tay chào đón cô hiệu trưởng trường ta. Trân trọng kính mời.